Xúc động dữ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với lại em Nghĩa cuộc sống Will sẽ có một hành trình dài gần 200 km để đưa cho chú Tước và anh Tý, hai nạn nhân bị cáo buộc rằng hai nạn nhân trong số 11 nạn nhân về lần này bị cáo buộc rằng đánh bắt trái phép trên lãnh hải đất nước Indonesia sau gần 3 năm bị tạm giam thì được sự giúp đỡ của mạnh thường quân, đó là nhóm các sư cô ở Lâm Đồng, ở Đà Lạt Lâm Đồng, hai là anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ, ba là chị Quỳnh. Thì hôm nay các chú các anh lại trở về lại với quê hương. Ngày hôm nay đấy thì anh Tý với lại chú Tước sẽ về cùng với Bùi Hồ, cũng chính anh còn lại thì có một số anh là người miền Trung, người ở ngoài Hà Nội, Vũng Tàu, trên một cái hành trình về miền Tây. Thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ những cái cuộc hội ngộ cùng gia đình của chú Tước, một ngư dân, một ngư phủ mà cho là lớn tuổi nhất trong những người đã bị bắt. Chú Tước ơi, năm nay là chú năm ba bao nhiêu tuổi rồi? 65 tuổi của bác anh chị. Chú Tước bị bắt thì năm 62 tuổi. Hơn 3 năm qua thì chú nhớ nhất là người vợ của mình nè, cũng như là những món ăn ở Việt Nam. Thì hôm nay trên đoạn đường này mình sẽ chia sẻ hết những cái hành trình, những cái đoạn đường của các anh em mình đi, cũng như là cuộc hội ngộ của chú và vợ của mình, cũng như là đứa cháu mà hàng ngày bắt ốc phải để dành dụm tiền để đưa ông ngoại ha chú ha, để có thể mà đưa ông ngoại về. Bây giờ mà cô bác anh chị cũng như là tất cả các bạn cùng theo Bùi Hồ cũng như là em Nghĩa cuộc sống Will ha. Vậy là Bùi Hồ và em Nghĩa cuộc sống Will cũng như là chú Tước và anh Tý đã vượt hơn nửa đoạn đường. Chiều ngày hôm nay thì khoảng gần 4 giờ thì sẽ có mặt tại ngay tại huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang. Cái tâm trạng hiện nay của chú Tước và anh Tý là một tâm trạng nôn nao, vì gần 3 năm qua đã không được thưởng thức cái món Việt Nam, và cũng đã hơn 3 năm qua xa cách những người thân yêu nhất của mình. Bây giờ thì chắc có lẽ là cái tâm trạng mà hiện nay của chú như thế nào chú Tước ơi? Chúng nôn nao rất nhiều. Dạ. Nếu như mà gặp được thím hai á thì chú sẽ nói lời gì đầu tiên? Nhớ em quá em ơi. Nhớ em quá em ơi. Rồi có ôm ông thím hai không? Chắc ôm quá. Những ngày qua thì ở Indo á thì chú thèm cái món gì của Việt Nam nhất? Bán lẩu. Bán lẩu hả? Chúc mấy chú cháu mình ăn lẩu được không? Chiều á. Dạ. Chiều tới nhà ơi. Chiều tới nhà rồi, tiết kiệm tiền. Tiết kiệm đi. Thời gian tới thì chú có dự định là mình sẽ đi biển không chú Tước? Chắc nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Không dám đi nữa hả chú ơi, tuổi cũng cao rồi. Không có tiền bạc, có anh em lắm. Dạ, không có tiền bạc. Rồi tuổi mình cũng cao nữa, mà nếu như mà vi phạm một lần nữa thì không biết đến khi nào mới về hả chú hả? Lúc mà chú Indo thì cái điều gì mà làm cho chú nhớ Việt Nam nhất? Rồi, thấy món ăn là nhớ rồi đó, chứ không hút được nếu. Dạ, nhớ món ăn Việt Nam nhất. Rồi nhớ thứ hai nữa. Thì chú kêu xem được cái đoạn clip á, thì nghe cháu ngoại của mình nói là đi bắt ốc để đưa ông ngoại về, đưa ngoại về đó, thì lúc đó thì chú, cái cảm xúc của chú như thế nào? Chú nói gì được đâu rồi đó. Nhưng mà chú coi thì chú có muốn nghẹn nghẹn ngào không? Mấy ngày qua thì trước khi mà hay tin mà các sư cô á ở Lâm Đồng Đà Lạt á có gửi tiền để mà đưa chú về Việt Nam, thì chú có trong ngóng không? Nôn nao cũng không được luôn. Rồi lo không biết thì sao hả chú hả? Bây giờ hiện nay sau 3 năm thì chú thấy cái cảnh vật ở Việt Nam như thế nào? Thấy đổi chuyện mới dữ. Đổi chuyện mới. Dự định là ở nhà thì chú sẽ làm cái công việc gì chú? Chưa biết làm gì nữa đây con ơi. Chưa biết luôn hả? Không có vốn
Dạ chú có dự định làm gì không, chú nói con nghe đi. Bắt gà vịt đồ nuôi ở nhà. À nuôi gà nuôi vịt ha. Nuôi gà nuôi nuôi bán hay là nuôi đá? Bán. Nuôi bán. Lập nghiệp là ở trên bờ không có xuống biển nữa. Đối với chú thì mấy mươi năm qua sống ở cái tỉnh ven biển, lại sống với cái nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển á, thì bỏ nghề thì chú có buồn lắm không? Buồn. Buồn. Chắc cũng nhớ dữ ha chú ha. Lâu lâu cũng phải ra ngoài biển lại. Nghỉ đi luôn rồi. Lần này coi như là lần đi biển đánh bắt xa khơi cuối cùng của chú ha. Dạ con cảm ơn chú nhiều. Thì cũng còn khoảng hơn 80 cây số nữa thì chú sẽ đến gặp từ thứ hai. Sẽ có những cái buổi tương phùng. Con nghĩ là nó sẽ nghẹn ngào và đủ xúc động để cho cô bác quý anh chị biết được ở một ngư phủ ngoài 60. Tiếp theo thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ nghe anh Tý, là cũng là một người dân tộc Khmer, cùng với lại chú hai cũng đã hơn 3 năm qua thì vì hoàn cảnh gia đình khó khăn á mà anh Tý lại không có tiền về lại Việt Nam. Hôm nay thì sẽ nghe anh Tý chia sẻ cái câu chuyện về hoàn cảnh của mình. Anh Tý ơi, vì sao mình lại đi biển anh Tý? Dạ bởi vì đây là cha mất sớm, mất nhỏ lớn. Dạ. Ở chung là đó thì lúc đó là không có nhà ở nữa. Dạ. Không có nhà ở luôn á. Dạ. Là sau này á là ông cha á ảnh cũng nghĩa rồi tới cho tới nhà thì người. Dạ. Cho bướng đất. Dạ. Là cha ruột mình á. Ông cha ruột mình á. Là cho tất nhà rồi mà nhà đó là ai chủ động á. Cho tất nhỏ à. Tất nhà. Là chú trong đất nhỏ vậy á. Là nói lại là cha mất sớm hả? Cha mất sớm, mất nhỏ rồi. Cha mất từ nhỏ rồi. Anh sống chung với mẹ. Chung mẹ lúc 10 tuổi. Sống với mẹ đến 10 tuổi hả? Rồi anh đi làm nhà biển đi lâu chưa? Dạ, mình sống chung mình từ nhỏ lớn. Mình từ nhỏ nó lớn luôn. Dạ. Rồi anh đi biển là anh hỏi người ta, tự hỏi người ta để anh đi hay như thế nào? Dạ, chú bị chưa ôm á. Bắt cò đi. Bắt cò đi. Dạ. Đi thì lúc đó thì anh cò anh hướng dẫn như thế nào? Ảnh nhà tôi đi về 30 triệu. Dạ? 30 triệu. 30 triệu. Dạ. Thì anh ứng được 30 triệu. Ứng được 30 triệu mà cho nó 300 nhà là. Cho ai 300 ngàn? Cho mua thuốc, biết mua mì. Mua cục mì à. Ba tay. Chú Phúc. Là hết rồi. Là cho anh, có nghĩa là nói anh đi làm 30 triệu hả? 30 triệu là 300. Nhưng mà đưa anh có 300 ngàn à? Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Sao anh không nói lấy thêm? Là cái gì là chứ tầm như trường đó là gửi chị cho mẹ. Gửi về cho mẹ được nhiêu? Là chú 10 triệu mà không có không nó bị không nó nó không có cho lấy luôn. Có nghĩa là cò lừa là nó gửi cho mẹ anh 10 triệu, đưa anh 300 ngàn để anh mua ủng, mua thuốc, mua mì. Rồi nhưng mà mẹ có nhận được 10 triệu đó không? Chú không có luôn. Không có luôn. Rồi cuối cùng là khi mà anh đi đánh bắt là anh bị bắt, thì lúc mà anh bị bắt thì cái cảm giác của anh như thế nào? Là bị gì đi rồi, đi cho bụng mày, đi chết rồi đó. Nghĩ là chết rồi. Bị chết rồi, sống lại thôi. Bởi vì chú nghi chứ nghĩ là chết rồi mà sống lại thì chú cố lắm mà sống lại về chú gia đình đó. Mình cố lắm mình biết đi tại vì mình chú té nã thì mà biết lên. Chú biết đỉnh đỉnh rồi. Và chú cho anh hai về cùng 11 người hết thảy. Cố gắng mà đứng lên vì gia đình đúng không? Dạ. Anh có vợ chưa? Dạ chưa. Chưa có vợ. Anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Hay là sinh ngày 991 tuổi. 90. 990. Dạ. Là 30 34 tuổi rồi, dạ. Ngoài 30 rồi. Lúc anh bị bắt là lúc đó là anh bao nhiêu tuổi? 30 tuổi không? 30 tuổi. 30 tuổi.
lúc đó bị bắt thì mình có nghĩ rằng là mình sẽ về được Việt Nam không? À, không luôn. Ừ. Vì không có, có số lần nữa. Mất gia đình đây. Mất liên lạc gia đình luôn. Dạ. Vì bây giờ là ba anh thì sao? Ba hay là bệnh. Ảnh bệnh rồi bắt nhái á. Dạ, té. Té rồi chết. Dạ. Ba anh chết rồi hả? Dạ, té rồi chết luôn. Ờ. À, chắc là tới ông cha ông thương tình á. À. Ông cho tá hồn, tá hồn thì chửi mình á. À. À, cho nó cho luôn. À. Cho nó. Rồi sau này cho mày tới mà tới tá chửi đó. Ừ. À, xin lấy đất cốt ta lại. À, đi thở túc xà lại. Ừ. Nhà chỉ có sao mà. Ừ. Ngày anh ba anh bị mất á thì anh có hay không? Dạ chú hay á. Hay ai cho hay? Dạ là vì là lúc con trở nhà mà. Tại nhà lúc 10 tuổi. À ba anh mất là lúc anh bao nhiêu tuổi? 10 tuổi à. Còn mẹ? Mẹ thì bà già, nhà bà 6 mấy à. 6 mấy tuổi rồi hả? À lúc đó nhà nghèo quá rồi không có tiền thiêu luôn hả? Dạ không. Ổng có tiền thiêu rồi chôn luôn. Ổng bị ta biết á. Ừ. Lúc ba anh mất, ba anh bao nhiêu tuổi? Dạ lúc mất 10 tuổi à. Ba anh kìa. Ba dạ tôi mất ba lần này. Ba lần, ba mấy à? Ba mấy. Anh Tý á, là người dân tộc, tuy nhiên thì anh lại nói chuyện nghe không có rõ, thì cũng mong cô bác quý chị cũng như thông cảm. Bùi Hồ cũng nghe cái giọng nói của anh á nó bị lấp lửng, nên là nữa là cũng chưa hiểu hết cái câu chuyện của anh, hay là anh chưa hiểu gần hết cái ngôn ngữ của tiếng Việt á, nên anh nói cái câu chuyện nó hơi bị lòng vòng tí xíu. Thì có nghĩa là anh ba anh mất lúc anh 10 tuổi thì nhà rất nghèo, rồi sau đó thì chôn và chưa không có tiền thiêu luôn, đúng không? Ừ. Rồi mẹ năm nay là 60 mấy tuổi rồi. Ừ. Bây giờ về Việt Nam thì anh có mong ước gì không? Dạ, tôi biết là mặt về mẹ thôi. Hả? Mặt về mẹ thôi. Ở nhà chăm mẹ hả? Dạ, thì mẹ đi có nhà mà thờ hồ á. Ừ. Rồi hai tú tí ơi mày ở nhà đi mày hồi đi. Ừ. Đi bữa đi. Ừ. Phiêu quà là đây không có nhà. Ừ. Tú tứ từ cuộc sống gia đình. Ừ. Đó thì mẹ tuổi không tâm mình nữa. Ừ. Ở nhà nghỉ. Ừ. Đó. Bây giờ là mẹ biết anh về không? Dạ không biết nữa. Ừ. Rồi, chiều nay mình về tới đó luôn ha. Dạ. Mẹ ngày anh đi á thì mẹ biết anh đi biển không? Dạ tôi biết luôn. Không biết luôn. Tôi biết luôn. Biết. Biết hả? Dạ biết. Biết anh đi biển đúng không? Nhưng mà mẹ biết anh bị bắt không? Dạ biết chứ. Biết bị bắt luôn. Nhưng mà không, nhà không có tiền đưa về. Dạ. Không có tiền đưa về nên thành thử là mọi chuyện đó anh phải ở đó 3 năm mấy luôn. Anh có nghĩ rằng mình sẽ được về Việt Nam không? Dạ không. Bởi vì mình chết rồi đó. Ừ. Là khi mình chết rồi mình bị sống lại á. Ừ. Là thành tích nó bị mình vui. Ừ. Trở về quê hương mình vui. Trở về quê hương mình thì vui lắm. Bây giờ hết. Anh cho anh đi biển nữa là không có đi nữa. Dạ nghỉ luôn. Nghỉ đi luôn rồi. Sợ quá. Sợ quá rồi. Nhưng mà tao cho nhiều tiền rồi đi không? Không luôn. Sao vậy? Dạ sợ quá anh ấy. Cái ngày mà trước khi về Việt Nam thì anh như thế nào? Dạ thấy cô Gồng nó thoải mái mình sao? Thoải mái mình sao đó hả? Cũng nôn đúng không? Thì, trong hôm nay đi về á thì chú hai cùng với lại anh Tý á là không có ngủ, và thậm chí là luôn luôn hỏi là tới Gạch Giá chưa, tới Gạch Giá chưa, mà đoạn đường từ Sài Gòn về đến ngay tại chỗ chú hai cũng như là chỗ anh Tý này nó khoảng hơn 200 km thôi anh chị, có nghĩa là phải hơn 4 tiếng đồng hồ. Sáng nay thì khởi hành khoảng 8 giờ mấy thì cũng đi rồi nghỉ ngơi cho nó khỏe, thì bây giờ
gần 2 giờ rồi. Thì còn khoảng hơn 70 km nữa thì mới đến cái gần đến cái nơi nhà của chú hai. Một cái hành trình khá là xa. À, tuy nhiên cái hành trình xa như vậy nó không bằng cái sự ngông móng những người đợi ở quê nhà. Và cũng bây giờ thì chắc có lẽ là cho chú hai với anh Tí chợp mắt một tí, tại vì đêm qua rồi cũng đã ngủ không có được vì nôn về nhà. À, bây giờ thì về nhà thì Bùi Hồ cũng sẽ chia sẻ những cái thước phim cho cô bác anh chị xem. Chú Tước ơi, gần tới nhà mình rồi, bây giờ cái cảm xúc của chú như thế nào rồi? Nôn dữ. Nôn dữ rồi hả? Và tại vì đoạn đường vô nhà của chú Tước cũng khá là xa, thì Bùi Hồ có điện cho vợ của chú là cô bà Hai, đã từng đi đóng tiền để mà đưa chú về Việt Nam. Bây giờ cái cảm xúc của chú là chắc nó không nói được thành lời quá. Bả rồi lại nói được. Bả rồi lại nói được à? Chú tháo khẩu trang ra đi. Muốn khóc hay gì chú? Chú muốn khóc rồi kìa. Sớm giờ không có ăn ngủ gì được, trơn nôn về nhà. Đi đoạn đường hơn 200 cây. Và sáng anh em di chuyển cũng khá là liên tục, vừa mệt vừa mừng, lại bệnh rịnh nước mắt nữa. Chú nói cho mọi người nghe cái cảm xúc của chú hiện tại đi. Nói không được à, chú ơi. Nói không được hả chú? Trời ơi. Dạ. Đang đợi bà Hai cùng với con của chú ra. Bà Hai là đây, có ai ở trong này nè? Chắc có lẽ là đây là giây phút ngào nhất. Dạ, bà Hai có ai trong này nè? Giây phút mà... Kéo cửa ra đi. Chú Tước sẽ... À, cô dâu kéo cửa chú gửi ra hả? Cô dâu kéo cửa. Cô rất là vui luôn. Không nổi kìa. Cô biết ai không? Biết. Dạ. Ồ. Oh. Xúc động dữ. Ôi. Nói với gì với bà Hai đi, chú Tướng. Bệnh rịnh quá. Dạ, thưa ông nội dài kìa. Dạ. Rồi. Muốn khóc luôn rồi kìa. Ôm cái đi ông ngay. Dạ, 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 dạ. Qua bên kia đi. Ôm cái đi, cho nó tình cảm. Hả? Bệnh rịnh hết rồi. Nhớ quá rồi, nhớ ổng nữa là có ổng ốm nè. Tắt lo mà níu. Chắc có lẽ là chú Tước cũng đang rất là xúc động. Chú Tước khóc rồi. Bà Hai cũng khóc luôn rồi kìa. Thôi qua bên đó đi ha bà Hai. Trên xe nói muốn gặp bà Hai, nói gì đó với bà Hai, ông Hai nói đi. Nói gì không được. Nói không được hả? Để. Sao không nói không được? Nghẹn ngào ở đây. Nghẹn ngào của họng hả? Sao nghẹn ngào? Gặp bá. Gặp bá nghẹn ngào. Ừ. Bà Hai thấy ông Hai sao? Thấy ông ốm đa mà ốm thì thấy nhỉ. Nghiệp ổng già rồi, không cho đi làm nữa đâu. Ừ. Có tiền à, mua vỏ, mua mai gì à, lượm cho cha ông bà cũng được. Cảm ơn gì cũng được. Cảm ơn mấy chú mấy con đã chụp ổng về. Ừ. Đời bây giờ mình gặp trước gặp trước con ơi. Dạ. Chị Hai cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Sao bà Hai muốn khóc luôn rồi? Cho hai khổ quá rồi, nhờ mấy con có tiền của ông. Con cho ai ấy, tao làm được đâu.
Ông hai. Chắc chắn là trên đường về đây là ông hai cũng sẽ suy nghĩ những cái gì mà sẽ nấu cho gia đình mình. Nhưng mà về đây thì có lẽ là ông hai hơi nghẹn ngào chút xíu đúng không? Bây giờ thì ông hai có thể chia sẻ không cái cảm xúc của mình như thế nào? Dạ được rồi chú ơi. Nói không được nữa. Cảm ơn mấy anh, mấy chú, mấy cô, mấy bác đã giúp đỡ mình. Thấy ba mình ốm gì dữ không? Ốm nhiều hả? Rồi anh từ nay về sao có cho ba đi biển luôn? Cho ổng đi là lúc trước em cũng không cho ổng đi. Ừ. Rồi ổng đi ăn nào đâu biết. Ờ. Hai chồng ba đứa con đi làm ăn đó, rồi nó bệnh rồi ổng thì anh về nhà cho mẹ. 65 tuổi rồi, cái tuổi mà phải được nghỉ ngơi thì ông hai lại phải tạm giam ở Indonesia. Những ngày ở trong cái nơi tạm giam thì cuộc sống chắc chắn là nó sẽ không được tốt như ở ngoài. Và cái lo lắng nhất là cái việc ăn uống, về nếp sống sinh hoạt nó khác nhau nữa. Mọi cái đều chịu sự gò bó. Nay trở về lại Việt Nam, gặp lại gia đình ở cái tuổi mà không còn sức lao động được nữa thì nghẹn ngào nói không được thành lời là một cái gì đó nó rất đổi bình thường đối với một ông cụ, một ngư phủ đã quá lục tuần. Tay chân của ông hai cầm cái khẩu trang mà còn run run cả. Như vậy là tổng thời gian mà gia đình mình xa nhau là khoảng bao lâu rồi? 3 năm mấy. Dạ, 3 năm mấy rồi ha. Anh có cần ở lại với ông hai để tâm sự đêm nay không? Trong nhà nhà luôn đúng không? Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc sau hơn 3 năm. Cái số tiền đối với ông hai thì gia đình của ông hai nó cũng khá là lớn. Khi đối với mọi người 20 triệu đồng thì có thể làm được, nhưng đối với nhà của ông hai thì nó bất khả thi rồi. Hôm nay thì con với lại bạn nghĩa cuộc sống Will á cũng có một hành trình cùng với ông hai, cũng hiểu được cảm xúc của người sau khi được tự do tại ngoại trở về Việt Nam. Thì tụi con thay mặt cho nhóm các sư cô ở Lâm Đồng, Đà Lạt, thay mặt cho chị Huỳnh, thay mặt cho anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ, gửi lời chúc sức khỏe đến ông hai, chúc ông có sự đoàn tụ ấm áp như ngày hôm nay, và mong rằng tuổi lớn thì ông sẽ kiếm một cái việc gì nhẹ nhàng để lao động, cái tuổi già còn bao nhiêu thì để cho con mình tự gánh vác và mưu sinh ông hai ha. Dạ thôi, tụi con thì cũng không muốn gây cho ông hai xúc động nhiều, chắc có lẽ là giây phút bây giờ về sau là giây phút của sự tâm sự của ông hai với lại bà hai với lại anh Thi nè, đúng không anh Thi? Ôi, dành sự yên tư cho cả gia đình ha. Bà hai muốn nói gì không? Thôi hôn bà hai cái đi cho vui. Rồi, hạnh phúc quá, không cho nội nữa kìa. Ông đi ra nó chưa đẻ. Chưa đẻ luôn à, bây giờ là mấy tuổi rồi? 2 tuổi. Ừ, 2 tuổi rồi. Vậy là lần đầu tiên gặp cháu nội luôn. Trời ơi, ngày đi là chưa có sanh mà bây giờ là 3 tuổi rồi. Thôi bây giờ chú dành sự riêng tư cho cả gia đình ha. Rồi, chúc ông hai và bà hai và luôn có nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Không về mừng. Bây giờ tụi em cũng sẽ đưa anh Tý về lại Sóc Xoài. Sóc Xoài ngay tại thị trấn Hòn Đất. Rồi ha. Anh Tý ơi. Gần tới đường về nhà chưa? Gần tới rồi, cảm giác bây giờ sao rồi? Vui quá. Vui quá hả? Vui chỗ nào kể cho cô anh chị nghe được không? Tú khóc lắm, tóc được. Vậy? Tú khóc á. Muốn khóc hả? Sao khóc? Tới nhà. Sắp tới nhà. Mong gặp ai nhất nè? Gặp mẹ với chị. Gặp mẹ với chị. Đi hai. Ờ. À.
gặp mẹ thì anh sẽ nói lời gì với mẹ? Dạ, anh nói là chúc mẹ sống lâu tới tuổi con. Ừ. Con đi biển nữa. Dạ, anh nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Dạ, Mày Hồ. Hả? Mày Hồ chú hai. Bằng Hồ với anh hai chị hai. Dạ. Hồi đó mình bị bắt là mình có nghĩ mình được có tiền về không? Dạ, cũng không á. Không đâu nha. Dạ. Bây giờ đường về mừng quá đúng không? Dạ, đúng rồi. Gửi là gì trước khi mà về đến nhà thăm mẹ, có gửi là gì đến các cô chú mạnh thường quân không? Có. Đó, chúc anh chị ấy chú Phong với chú Quỳnh là chú Trời là mạnh khỏe, sống lâu cho tuổi. Sống lâu trăm tuổi. Hỏi tới chưa nè? Chưa, chúc mọi người chờ luôn. Nhớ đường không? Là nhớ nhiều là tỉnh luôn. Bây giờ nôn nóng nói chuyện hết nên lời rồi đúng không? À. Rồi bây giờ cũng gần tới nhà rồi cô bác anh chị. Cũng giống như cái cảm giác của cái cảm xúc của chú Tước thì khi mà giây phút tương phùng nào nó cũng mang lại sự nghẹn ngào, đầy cảm xúc và thậm chí là cả nước mắt của sự hạnh phúc á. Thì ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng thay mặt cho anh Lê Quang Nhiêu, chị Huỳnh ở Sài Gòn, rồi nhóm các sư cô ở Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng á, cũng cảm ơn rất là nhiều. Còn để có được cái sự tương phùng của những gọi là những người mà bị cáo buộc rằng đánh bắt trái phép ngay tại lãnh thổ Indonesia, có lại trở về Việt Nam và họ bắt đầu làm lại một cái cuộc sống mới ngay tại quê nhà. Cũng mong rằng là thời gian tới thì cũng trước khi làm một việc gì đó thì các anh cũng sẽ suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ. Và đây là một trong những cái lời cảnh báo cho các bạn trẻ. Thật ra thì không có miếng mồi nào ngon mà không có sẵn một cái bẫy ở trên đó hết trơn á. Công việc không có việc nhẹ lương cao, đó không có trong thực tế, mà chỉ có những việc phù hợp với khả năng của mình, và công việc thì nó phải đổi bằng mồ hôi nước mắt. Thôi cũng gần tới rồi, bây giờ thì Bùi Hồ cũng như là em nghĩ cuộc sống yêu á cũng rất là hồi hộp, không biết thì giây phút tương phùng này nó sẽ như thế nào đây nữa. Rồi thôi, chắc có lẽ là ốp máy, chỉ còn khoảng 4 cây số nữa, 10 phút chờ đợi đối với anh Tý. Rồi như vậy là đã đến được cái ngôi nhà của mình, thì cái cảm giác của anh như thế nào rồi? Chắc mình. Hả? Chắc mình luôn. Gì? Mình quá. Rất mừng. Rất mừng, rất mừng. Anh nói tiếng không được, anh là người dân tộc á. Thôi thì bây giờ cũng không có người ở nhà, thôi anh vô nhà đây rồi liên lạc với lại gia đình ha. Thì tụi em cũng chúc cho anh luôn có sức khỏe dồi dào, tìm một cái công việc nào đó làm ăn ổn định. Tính hôm nay tạo một bất ngờ, nhưng mà là nhà là khóa cửa của bác của anh chị. Tiếng mạnh nó chơi chi gì nữa. Đi mạnh nó chơi chi gì. Rồi nói là cảm ơn đi. Cái đây. Ừ. Rồi.